theo dõi vụ việc bé trai 17 tháng tuổi bị bạo hành dẫn tới tử vong tại cơ sở trông trẻ không phép thuộc xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội. Thượng tá Đào Trung Hiếu, chuyên gia tội phạm học Bộ Công an, bày tỏ sự phẫn nộ và đánh giá hành vi của hai bảo mẫu có ác tính cao. Bởi hành vi bạo hành với cháu bé đã diễn ra trong nhiều ngày, chứ không phải là do những bức xúc mang tính nhất thời, bột phát của hai đối tượng. Từ đó cho thấy, nguyên nhân tâm lý xã hội sâu xa thúc đẩy hành vi phạm tội chính là sự suy thoái về đạo đức của họ. Qua theo dõi thông tin trên báo chí, thì cũng giống như nhiều người, tôi rất là phẫn nộ trước cái hành vi mang chứa đựng cái ác tính cao của hai người bảo mẫu này. Tôi có một cái đánh giá là cái hành vi bạo hành với hai cháu bé này dẫn đến hậu quả làm cho bé tử vong, nó không phải là do những bức xúc mang tính nhất thời bột phát. Nó diễn ra từ nhiều hôm trước đã có những hành động như vậy, thì tôi đánh giá là cái nguyên nhân sâu xa, nguyên nhân tâm lý xã hội sâu xa để quyết định đưa đẩy những cái đối tượng bảo mẫu này đến hành vi tội ác với cháu bé, đó là sự xuống cấp về mặt đạo đức. Có thể cái nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái việc đối tượng ra tay bạo hành với cháu bé là do những cái bức xúc nhất thời. Thế nhưng đó chỉ cái lớp viên vỏ, bởi cái sự bức xúc đấy, bởi cái sự hành hạ đấy, bởi cái sự cư xử bạo lực đó, nó là kết quả của sự suy thoái về đạo đức và nhân cách. Theo Thượng tá Đào Trung Hiếu, động cơ của Nguyễn Thị An 30 tuổi và Nguyễn Thị Lành 31 tuổi xuất phát từ việc không kiềm chế được cơn giận dữ ở một thời điểm cụ thể. Có thể hai đối tượng đã chứa đựng trong nhân cách những đặc điểm tâm lý tiêu cực, sự ích kỷ, sự vô cảm và độc ác. Khi đã ích kỷ, tuyệt đối hóa lợi ích của mình thì con người ta thường phản ứng cực đoan trước những điều không như ý. Ở đây là việc trẻ quấy khóc. Những bức xúc tâm lý hình thành rất nhanh và họ đã làm mọi cách để giải tỏa nó. Đặc trưng của sự ích kỷ, tuyệt đối hóa cái lợi ích cá nhân của mình, tuyệt đối hóa cái quyền lợi của mình. Thế thì mọi cái hành vi, mọi cái hiện tượng bất như ý nó xảy ra thì rất dễ đẩy những người mà có một cái tâm thế ích kỷ đến những cái hành vi mang tính cực đoan. Khi người ta đã bảo vệ quyền lợi người ta, quyền lợi người ta ở đây là gì? Trong trường hợp hai cô gái này, hai cô giáo này, đó là sự thảnh thơi, đó là cái sự thoải mái. Nhưng tự nhiên cháu bé quý khóc, dỗ không nín, thì gây ra đối tượng cái sự bức xúc vì cái sự yên tĩnh, sự thảnh thơi của mình nó bị xâm hại bởi cái sự quấy rối của cháu bé, và lập tức đối tượng phản ứng. Đặc trưng của những người ích kỷ, trong đặc điểm tâm lý nhân cách có những cái sự ích kỷ thì người ta phản ứng thường rất nhanh, và cái sự khó chịu, sự bức xúc tâm lý nó hình thành rất nhanh, và người ta sẽ làm mọi việc để người ta giải tỏa cái bức xúc của mình. Thứ hai nữa là về cái đặc điểm về sự vô cảm. Vô cảm nghĩa là chỉ biết đến cái cảm xúc của chính mình, không biết người khác. Nhưng thay vì thấy trẻ khóc thì cố gắng tìm hiểu nguyên nhân vì sao trẻ khóc, rồi có sự dỗ dành. Trẻ mà dỗ dành cưng nựng thì các cháu nó nín đó. Đấy, mà ở đây đối tượng vì sự vô cảm, chỉ biết đến cảm xúc của mình nhưng không biết đến cảm xúc của bé, và đặc biệt là không thực sự có sự yêu thương với cháu bé, thì mới dẫn đến cái việc có những hành vi độc ác như vậy. Cùng theo Thượng tá Hiếu, sự chi phối cho toàn bộ quá trình tâm lý của hai đối tượng này là hạn chế về nhận thức, thiếu hụt kỹ năng sống, không kiểm soát được cảm xúc của mình, dẫn đến hậu quả cháu bé tử vong. Sự chi phối cho toàn bộ quá trình tâm lý này, theo tôi chính là sự hạn chế về mặt nhận thức của hai người bảo mẫu, tên An và Lành. Cái sự hạn chế, chính vì sự hạn chế về nhận thức, nên các đối tượng mặc dù làm nghề bảo mẫu, làm nghề trông trẻ, nhưng có thể đối tượng không biết trẻ em là đối tượng bảo vệ đặc biệt của pháp luật. Mọi hành vi xâm hại
đến cái sự phát triển bình thường của trẻ em đều sẽ bị trừng trị nghiêm khắc. Nếu biết điều đấy, có thể đối tượng không dám làm những hành động bạo hành như vậy. Rồi cũng có thể thiếu hụt về mặt nhận thức, thiếu cái kỹ năng sống. Nếu đối tượng không kiểm soát được cảm xúc của mình, để cho cảm xúc dẫn dắt và các đối tượng đã hành động một cách rất bản năng, dẫn đến hậu quả có những cái hành vi tác động đến thân thể cháu bé và dẫn đến hậu quả tử vong. Chứ nếu như là một người hiểu biết, mặc dù có thể là tại chỗ rất là bực tức vì trẻ quấy khóc vân vân, nhưng mà hoàn toàn nếu như có những kỹ năng làm chủ cảm xúc, kiểm soát được cảm xúc của mình, kiểm soát được cái tâm sân của mình, thì đối tượng sẽ có những cách để có thể là giải tỏa cái ức chế, những cái bức xúc tâm lý, giải tỏa nó bằng cách khác, chứ không phải dồn vào đứa bé. Mặc dù cả hai đối tượng đều đã lập gia đình và có con, nhưng vẫn nhẫn tâm ra tay với một đứa trẻ 17 tháng tuổi. Theo Thượng tá Hiếu, có thể vì hai bảo mẫu không có tình thân với cháu bé nên không thực sự làm theo đúng trách nhiệm của bảo mẫu. Họ chỉ đơn thuần làm vì đồng lương, coi việc trông trẻ như việc phải làm. Từ đó Thượng tá Hiếu nhấn mạnh, nếu không yêu thương con trẻ, xin đừng làm bảo mẫu. Có thể với con người ta, thì người ta ứng xử cách khác. Nhưng đây là những người mà những đứa trẻ không có cái sự, không phải máu mủ ruột già, không có một chút gì tình thân, mà chỉ đơn thuần người ta đến nghề bảo mẫu trông trẻ để kiếm đồng lương. Do đó thì người ta không thực sự làm những cái việc đúng theo cái trách nhiệm của người bảo mẫu. Người ta coi trông những đứa trẻ như một công việc phải làm, như bất kỳ một công việc nào khác. Nhưng mà thực ra trên thực tế thì nghề bảo mẫu là nghề rất đặc biệt. Nó đòi hỏi đầu tiên của những người làm bảo mẫu là phải từ cá nhân người ta có một cái tình yêu với con trẻ. Tôi đã từng nói, nếu không yêu thương con trẻ, xin đừng làm bảo mẫu. Không có khả năng yêu thương con người khác như con mình ý, thì đừng làm bảo mẫu. Cùng theo chuyên gia tội phạm học Đào Trung Hiếu, bản chất của tội phạm là không làm gì để chống lại chính mình. Đó là lý do hai bảo mẫu vẫn cố tình nói dối dù đã bị cơ quan điều tra tạm giữ. Cho đến khi đủ bằng chứng, hai đối tượng mới nói lời ân hận. Bản chất của tội phạm là không làm gì để chống lại chính mình. Phạm tội 10-10, nhưng nếu xét thấy có khả năng cãi là cãi. Lúc đó là gì? Cái bản năng tự vệ, biết là nhận tội là sẽ bị xử lý. Nghĩa là hành vi lỗi của mình rõ ràng rồi là sẽ bị xử lý, vì đứng trước hậu quả cháu bé đã chết. Và lúc đó đối tượng đủ cái độ lùi mặt thời gian để đối tượng nghĩ, nhận ra cái tính nguy hiểm của hành vi của mình đã dẫn đến hậu quả một cháu bé chết, thì đương nhiên là đối tượng sẽ sợ hãi. Và bản chất, bản năng tự vệ của động vật nó sẽ làm mọi thứ để nó ngăn chặn những hậu quả xấu đến đó. Và trong trường này thì nó nói dối, người ta sẽ nói dối để chối bỏ cái trách nhiệm trước cái chết của cháu bé. Đây là phản ứng tâm lý rất bình thường. Nhưng khi mà mọi thứ, nhân chứng, vật chứng rồi, thì các cái căn cứ về khoa học để chứng minh tội phạm nó rất rõ rồi, thì đối tượng buộc phải thừa nhận. Và gần như tất cả tội phạm khi mà không còn gì để mà cãi thì bao giờ nó là ân hận. Bản thân khi đối tượng nói cái chữ ân hận là tôi đã làm việc nào ở kia, cũng có những đối tượng nói một tấm lòng, nhưng cũng có những đối tượng nói để mong tìm được một sự thông cảm nào đó của xã hội.